Khi mà đến đây thì Hen cảm thấy rất là vui, tại vì đến lại có một cơ hội để có thể chia sẻ với các bạn 11 cái năng lượng của một cô gái Miss Universe. Hy vọng tại chặng thủ đô Hà Nội với lại Đà Nẵng các bạn hãy tới đông hơn. Đây là một cái hành trình mà Thùy cảm thấy rằng là nó rất là ý nghĩa. Như Thùy khi mà xuất hiện với tư cách là một cái thí sinh năm ngoái á, thì Thùy chỉ được cái sự động viên này của người thân cũng như là một số các anh chị thôi. Nhưng mà đây là một cái hành trình Thùy nghĩ rằng là sẽ động viên các bạn, sẽ truyền năng lượng cho các bạn rất nhiều để các bạn có thể đăng ký tham gia cuộc thi Hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Quỳnh Tiên cảm thấy là lúc mà mình vào mình có một chút hồi hộp, giống như là mình trở lại lúc mà Tiên đi thi 2 năm về trước á. Lúc trước Tiên đi thi thì các bạn không có đứng lên nói được nhiều như vậy, các bạn không có tham gia trò chơi mà với một cái tinh thần tự tin được như vậy thì làm cho Tiên cảm thấy rất là vui. Duyên rất là vui khi được nhận được lời mời trong cái buổi tuyển sinh Hậu Hoàn Vũ Việt Nam ngày hôm nay. Duyên không có cái lời khuyên gì nhiều, Duyên chỉ khuyên là mong các bạn sẽ mạnh dạn, can đảm, tự tin và đăng ký thi ngay bây giờ. Đối với chúng tôi thì thành phố Hồ Chí Minh luôn là một điểm đến thu hút rất là nhiều những cô gái xinh đẹp và tự tin. Pray Tour ngày hôm nay rất là thành công bởi vì chúng tôi quy tụ được rất là nhiều những bạn nữ tiềm năng, những người có ước mơ, có mong muốn để trở thành Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam tiếp theo. Như chúng tôi chia sẻ thì việc dùng SaaS là một trong những cái nét đặc trưng của Hoa hậu Hoàn Vũ thế giới, và đây là một trong những điểm đổi mới mà chúng tôi nhận được rất là nhiều những cái góp ý của các fan sắc đẹp. Ngoài ra thì chúng tôi cũng mong muốn, bởi vì các cô gái sẽ tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ thế giới sẽ là người đại diện cho đất nước Việt Nam, thì trước khi các bạn khoác lên mình cái trọng trách để đại diện cho quốc gia mình thì chúng tôi muốn các bạn hãy đại diện cho quê hương mình đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ. Các bạn hãy nói lên mình là ai, hãy giới thiệu đến với mọi người biết quê hương mình ở đâu và quê hương mình có điểm gì đặc biệt, tại sao các bạn xứng đáng để đại diện quê hương mình, để chứng minh với chúng tôi rằng các bạn xứng đáng để đại diện Việt Nam đến với Miss Universe. Ngày hôm nay thì chúng tôi nhận được sự hỗ trợ rất là nhiệt tình từ phía White Palace, một không gian rất là rộng rãi, rất là sang trọng, rất là đẳng cấp, góp phần cho chương trình thêm phần thành công.